Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Căng rồi nha cô chú anh chị ha. Thì trưa nay thì bà tao nghiến live stream hình như là 2-3 tiếng đồng hồ á, mà có 400-500 lượt xem mà cô chú anh chị. Thì trong cái nội dung live stream á, em chỉ xem một khúc và nói cái này thật là đáng sợ luôn cô chú anh chị ơi. Nói rằng cái cô cháu gái là giọt máu đào của chú Vũ Linh. Trời ơi trời, em hết hồn luôn. Ủa vậy là sao? Bữa hổm á, cô chú anh chị nhớ cái bài viết của cô Tao Nghiến này á, nói rằng á, cái cô HB này là con gái của cố nghệ sĩ. Em tưởng đâu là viết nhầm hoặc là chỉ là khịa thôi, nhưng mà ngày hôm nay lại trong live stream nói là giọt máu đào của cố nghệ sĩ. Trời ơi, cô ăn được nói được chứ đừng có nói bậy bạ ở đây, đúng không? Bây giờ không đi đưa được những cái bằng chứng, bây giờ tính là biêu ríu chú Vũ Linh hay gì? Một người bạn tại sao mà kỳ cục vậy trời? Quý vị thấy không? Bữa hổm á thì là đưa lên cái đoạn ghi âm 8-9 năm trước, mà quý vị thấy một cái người em mà nói chuyện với một người anh mà ghi âm, mà người ta kể về chuyện gia đình mình ghi âm, thì nó gọi là không đúng rồi, đúng không? Đó. Mà còn giờ còn tung lên còn nói là nghệ sĩ đã cho phép. Em nói thật sự, một cái nghệ sĩ nào mà tâm sự đời tư cá nhân về gia đình rồi con cái mình mà cho phép cái người khác ghi âm lại, mà cô ghi âm, cho phép cô ghi âm là nhằm mục đích gì mà cho phép lại? Nếu mà có nghệ sĩ muốn nói về Hồng Loan hay là muốn lên tiếng về Hồng Loan thì tự mình lên tiếng rồi, cần gì mà ghi âm nói chuyện với cô, cho cô ghi âm lại lại cô 9-10 năm sau khi cố nghệ sĩ mắc cho cô lên tiếng. Trời ơi, còn bây giờ lại tiếp tục nữa. Bữa hổm thì nói rằng á, trong bài viết nói rằng cô cháu gái là con của cố nghệ sĩ đó, con gái tôi là cô HB đó, còn hôm nay thì nói rằng cô HB là giọt máu đào của chú. Trời ơi, ăn bậy được chứ đừng có nói bậy chứ. Trời ơi, danh tiếng của cố nghệ sĩ mà bây giờ họ xem game giống như trò đùa với cô chú anh chị, quý vị thấy không? Nhằm mục đích gì? Không lẽ gì tới một mục đích là muốn tranh giành tài sản tới gọi là bắn loạn, tới là muốn làm con luôn hả? Quý vị thấy cái đơn kiện mới nhất của mẹ con cô Sáu không cô chú anh chị? Là đòi tước quyền làm con của Hồng Loan. Cô Sáu bây giờ thuộc hàng thừa kế thứ nhất luôn. Mà hàng thừa kế thứ nhất là ai cô chú anh chị? Vậy có ông bà cha mẹ hoặc là vợ, vợ hoặc chồng hoặc là con ruột hoặc là con nuôi, mà bây giờ cô Sáu bay ra làm hàng thừa kế thứ nhất. Vậy là cô Sáu muốn làm gì? Muốn làm con hay là muốn làm vợ hay muốn làm ba mẹ của cố nghệ sĩ? Trời ơi, em biết rồi, em không hiểu những con người này họ nghĩ cái gì luôn cô chú anh chị. Tội tước cái quyền làm con của người ta mà bây giờ là đòi hàng thừa kế thứ nhất nữa, vì là Hồng Loan không có chăm sóc ba mình. Và chú Vũ Linh đã từ Hồng Loan 8-9 năm về trước. Đây, 8-9 năm về trước hả? Em cho cô chú anh chị xem, quý vị, cô chú anh chị, những ai mà còn đang ủng hộ cô cháu gái này, tự quý vị đi kiểm chứng đây coi có đúng sự thật hay không nha. Cái này em không nói suông nha, em nói phải có bằng, có chứng, nói mới lại những người này. Đây nè cô chú anh chị, đây. Đây là cái tấm hình ha. Hồng Loan, rồi bùm bùm, rồi cả nhà Hồng Loan với bùm bùm chúc Tết cố nghệ sĩ vào năm 2022, là năm vừa rồi nha cô chú anh chị ha. Và cái video này được đăng trên kênh của Chô Cháu Gái HB Vlog. Quý vị có thể lên đây mà tìm kiếm mà xem nha, đạt cái lượng view tới 700-800 ngàn là đó, được đăng lên đây. Thì trong cái video này là Hồng Loan và chồng của mình và các cháu của mình đến đây để mà chúc Tết ba, cũng giống như là cho các cháu chúc Tết ông ngoại. Và họ nói chuyện yêu thương bình thường với nhau, không có một cái gì gọi là từ. Nếu mà từ mặt á thì làm gì có video này, đúng không cô chú anh chị? Nếu mà từ mặt không cho vào nhà thì làm gì Hồng Loan bước vào nhà? Đây là hình ảnh mới nhất nha, đây là hình ảnh mới nhất chứ không phải là 9-10 năm trước nha. Đó, nếu mà chú Vũ Linh dặn Hồng Loan mà không cho một cách nào thì có để Hồng Loan vô trong nhà rồi để đứng ở đây trước mặt để mà chúc Tết hay không? Có rất là nhiều những hình ảnh trước đây rồi, nhưng mà nó cách đây khoảng 2-3 năm thì nhiều khi nói chúng ta nói rằng là hơi lâu nhiều khi, nhưng mà hình ảnh này là những hình ảnh mới nhất này nha. Đó, và chính cô cháu gái đã đăng lên nè, ở trong cái video chúc Tết nè, cái video này nè cô chú anh chị. Đó,
Đây, cái video. Đâu rồi? Chờ em xíu của chú anh chị. Nè, quý vị thấy không? Đó, quý vị thấy không? Thấy ai ngồi kế bên chú Vũ Linh không? Là Hồng Loan chứ ai? Bum chứ ai? Đó. Thì đây quan cái tên nè. Nè. Đó, đây nè. Cái này nó hơi ngược rồi. Ngày Tết 2022 của gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh con cháu. À, quý vị thấy rõ ràng không? Đó, đây. Hồng Loan đây. Đây cô chú anh chị đây. Bùm bùm kế bên. Quý vị thấy không? Thì điều này chứng tỏ điều gì? Là hoàn toàn không có chuyện là chú Vũ Linh ghét bỏ Hồng Loan và muốn từ Hồng Loan, thậm chí là Hồng Loan nói Hồng Loan là một đứa con gái hư này kia. Hoàn toàn không có điều đó. Nếu có những cái điều đó thì nó sẽ không có cái video này và nó sẽ không có những hình ảnh này. Mà đây là những hình ảnh mới nhất trong khoảng 8-9 năm về trước. Vậy là họ đang dẫn dắt dư luận, họ đang nói sai về Hồng Loan thêm một lần nữa rồi cô chú anh chị, đúng không? À, tại sao họ chỉ muốn tranh giành tài sản thật sự ra? Nếu muốn tranh giành thì cứ tranh giành, cần gì mà phải đi nói dốc hoặc là đi muốn hạ uy tín và danh dự của người ta xuống, đúng không cô chú anh chị? Quá đáng sợ đúng không? Thật sự khi mà càng tìm hiểu thì em càng đáng sợ những âm mưu thủ đoạn của những người này. Và thậm chí bây giờ cô soạn giả còn tung lên làm con nữa. Trời, nếu mà nói cô HB là con của chú vậy là sao? Em không hiểu luôn. Vậy là loạn lưng hả? Em xin lỗi nha, em không cố tình nói. Nhưng mà cái ý của cô soạn giả này là như thế nào? Có phải là đang bêu xấu chú không? Quý vị thấy rõ ràng không? Thì cô soạn giả này thậm chí là không có phải là binh vực mẹ con của 60 đâu, mà cô muốn quậy cho banh nát gia đình của cố nghệ sĩ, cũng giống như là muốn vùi lập danh tiếng của cố nghệ sĩ. Đó. Yêu không được hành hẳn đó cô chú anh chị. Nên bây giờ mới vậy. Chứ ai mà lại nói anh mình HP là cháu, mà bây giờ lại nói là giọt máu. Giọt máu là giọt máu nào? Giọt máu đào là giọt máu nào? Đừng nói là mọi người không biết, gần nói là nói ý là giọt máu là giọt máu là trong gia đình. Trời ơi, cô cháu này là cháu gái, cháu gái khác họ nữa mà giọt máu nào? À, thì như đó thôi quý vị, tự vào quý vị xem cô soạn giả này nói đi. Thật sự có rất là nhiều cái mà em nghĩ rằng á, cái chuyện gia đình của người ta, mình là bạn hay là một người em hay gì đó, là không có đủ tư cách để mình lên nói đâu. Mình đã tham dự quá nhiều và chứng tỏ rằng là mình là một con người rất là âm và mưu hiểm, đúng không? Nếu mà mình không nham hiểm cái đó thì mình lên nói gia đình người ta làm gì? Đúng không? Gia đình mình tự nói đi. Giả sử mình xem đó là người anh mình kính trọng thì gia đình của người anh mình, khi người anh mình mất rồi thì mình không xen vào, đúng không? Mà quý vị thấy không, hết chia sẻ rồi nói những cái thông tin sai sự thật, nói xong rồi xóa. Đó là một, chúng ta thấy một cái thủ đoạn của cái bà soạn giả này nha cô chú anh chị. Thì quý vị biết rằng chị Phương Lê cũng vừa chia sẻ rằng là cái cô cháu gái này là đi lên Tây Ninh kiếm thầy để mà ẻm bùa. Tại vì cô Sáu rất là khoái chơi bùa cô chú anh chị. Đó, tính ẻm bùa Hồng Loan, cái mà Phương Lê rồi Ni, để cho những người này bệnh, để không còn binh vực, giống như không tỉnh táo để mà không binh vực Hồng Loan nữa, thì họ sẽ dễ dàng ăn hiếp, cũng giống như là dễ dàng mà buộc Hồng Loan phải nghe theo. Nhưng mà đâu phải muốn là được đâu. Lên chảnh gặp thầy thấy nghe kể câu chuyện thôi là ai mà giúp được cô chú anh chị. Trên đời này ai mà đi giúp cho người khác, cho em, cho cháu mà đi tranh giành tài sản với con người ta, gọi là thất đức lắm. Dù bao nhiêu tiền thì chăng nữa người ta không giúp, người ta gái cho trà, người ta đuổi về. Bữa hổm thì đi bắt hồn ở dưới Cần Giờ, không được nay đi lên Tây Ninh nữa, cũng chịu khó đi ha. Nói chung là giờ quản rồi, ai chỉ cái gì là đi cái đó cô chú anh chị. Và một cái thông tin mà em muốn chia sẻ cho cô chú anh chị nữa, thì bây giờ là cô chú gái này là kêu luật sư ha, gửi mail đe dọa rất là nhiều kênh YouTube nha. Thì trong đó có chị Mi Xuân thì quý vị cũng đã nghe chia sẻ rồi ha. Chia sẻ là yêu cầu các kênh YouTube đang sử dụng hình ảnh của cô chú gái này phải gỡ bỏ, và những gì lời nói trong cái video mà có nhắc về tên của cháu gái này thì phải xóa hết những cái clip đó, nếu không muốn dính vào vụ tố cáo sẽ bị cô chú gái này kiện. Trời ơi sợ quá, em sợ quá, mà hôm qua giờ em mất ăn mất ngủ luôn. Chị Mi Xuân cũng sợ quá, mấy người kia cũng sợ quá. Trời ơi, bây giờ thưa kiện
kệ người này 17, 18 lá đơn rồi, bây giờ tiếp tục gửi đơn để mà đe dọa, mà không biết khỏe không nha. Cái đó em xác định, nhưng mà tự nhận mình là luật sư của cô cháu gái này, thì có địa chỉ mail rõ ràng, thì em nghĩ là cũng có khả năng là cô cháu gái này nhờ đó. Nhưng mà mình làm gì mình sợ, đúng không? Bây giờ mình trong sạch, mình minh bạch thì không có nhiều điều gì phải sợ chứ. Mình là người đàng hoàng, mình không có sợ chứ. Bây giờ người ta nói mình là ăn chặn hay ăn bớt hay ăn xén gì đó, thì bây giờ mình đi chứng minh với hàng trăm hàng triệu người chứ. Bây giờ mình chỉ cần đi sao kê, mình dục các bạn sao kê đó lên mạng xã hội là người ta khỏi nói rồi, đúng không? Là không ai mà nói về cái vấn đề giống như là anh Đại Nghĩa đó, vậy không? Đó cũng bị dính vào lùm xùm ăn chặn tiền từ thiện đó. Khi người ta sao kê, ta dục lên mạng đó, rồi vợ chồng Lý Hải Minh Hà đó, người ta cũng quăng lên mạng xã hội đó, rồi tự soi đi, và các anh chị thử xem coi tôi nói đúng hay là sai đó, đúng không? Chứ ai mà đi mà bây giờ hết đe dọa xong tới hù dọa nữa cô chú anh chị đó, rồi giờ chơi bùa nữa, thật sự đủ chiêu trò hết cô chú anh chị. Nói chung là phát ngôn trên mạng xã hội mà sai thì chịu thôi, không có gì hết trơn á. Nhưng mà những cái việc gì đúng thì ủng hộ thôi, đúng không? Đời nào mà phân biệt giữa con nuôi và con ruột từ xưa tới giờ, bây giờ đi ra hỏi một chú bán vé số, hoặc một cô lao công, hoặc là một doanh nhân, hoặc là một người nào đó bất kỳ, thì người ta cũng đều nhận một câu trả lời. Làm gì có chuyện phân biệt giữa con nuôi và con ruột? Ủa, con nuôi là không được nhận tài sản của ba mẹ người ta để lại hả? Nếu mà muốn tranh giành như vậy, tại sao lúc mà ba mẹ người ta còn sống đó, à, không đi vô nói anh ơi, nó là con nuôi đó, đừng cho tài sản nó, em này, em là em ruột nè, cho tài sản em đi, tại sao không? Đúng không? Đó mà bây giờ vừa mất đi cái là đi tranh giành, nói người ta con nuôi không được thừa hưởng tài sản. À, đi chứng minh người ta giấy tờ là giả này kia, không hợp lệ này kia, cuối cùng ra làm hại là phía bên Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận lại công bố giấy tờ của Hồng Loan là hợp pháp. Và quý vị thấy mới nhất thì luật sư của Hồng Loan cũng đã chia sẻ rồi, dù họ có làm bất cứ những cái điều gì thì thật sự họ làm thì chỉ là gây thêm một chút, tốn chút xíu thời gian mình đi dọn thôi, nhưng mà cái kết quả họ phải chịu được là họ phải giải quyết những cái điều mà họ đã gây ra. Và những cái điều đó, tất cả mọi thứ họ có đi nói bất cứ cái điều gì đó cũng không chứng minh được là Hồng Loan, không phải là cũng chứng minh, cũng không chứng minh được là Hồng Loan thừa kế tài sản của cố nghệ sĩ không hợp pháp hết, mà là hợp pháp. Bây giờ giấy tờ mọi thứ rõ ràng rồi, còn gì đâu nữa mà nói. Giờ làm đơn kiện rồi, bây giờ hết mẹ đòi đứng hàng thừa kế thứ nhất, bây giờ tới con mà còn muốn đòi làm giọt máu đào. Bữa hổm thì là cô Tao Nghiến này chia sẻ là con gái cái gì, nghệ sĩ Vũ Linh nói là đây là con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, con gái tôi HB là con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, rồi hôm nay lại lên mạng nói rằng trời ơi giết rồi, nó bậy bạ không à. Quý vị thấy đó, giết rồi, bây giờ họ đang bêu réo hết, nói chú Vũ Linh cờ bạc rồi nào là nợ nần này kia, xong rồi bây giờ nói chú là LGBT rồi hiếm con, mới có 27-29 tuổi hiếm con, rồi bây giờ lại nói tiếp là đây là con của chú nữa, thì hết hiểu nổi luôn. Bây giờ nói cái nhà đó là cái ổ tu hú, còn con của chú là cái con tu hú. Trời ơi, em không biết là tại sao những cái người khác họ vẫn u mê để họ bảo vệ bằng những cái giọng điệu như thế này nè cô chú anh chị. Em cho cô chú anh chị nghe nè. Con Ni nó tốt lắm, con Ni nó đàng hoàng lắm mà toàn lợi dụng Hồng Loan, muốn Hồng Loan quay lưng với gia đình để chơi chết gia đình của HB, để chia cách gia đình họ. Ngồi nhét vào đầu của Hồng Loan toàn những chuyện dơ bẩn. Nếu như những gì em nói không muốn hại gia đình cô Sáu, trị giá nội bộ gia đình, tất cả là do Ni nó muốn làm như vậy, thì em nên nói với tất cả mọi người biết về bản mặt thật của con Ni, để em còn cứu chữa được sự sai lầm của mình và không vướng vào pháp lý, còn lo cho các con em nữa và tương lai các trẻ rất là quan trọng. Nếu không có mẹ bên cạnh thì phải làm sao? Trời ơi, bây giờ chưa đe dọa luôn, không có mẹ bên cạnh thì làm sao? Em nói nghe nè, từ đầu đến giờ chị Ni xuống Hồng Loan làm cái gì? Và Hồng Loan, em, những cái người mà đang binh vực bảo vệ mẹ con Sáu, cho tôi hỏi một câu như thế này, là tới thời điểm này thì Hồng Loan làm cái gì mẹ con cô Sáu rồi? Xin cho tôi hỏi đi, cho tôi hỏi một câu như thế đó, là tới thời điểm này Hồng Loan đã kiện mẹ con cô Sáu chưa? Đã lên vạch mặt mẹ con cô Sáu chưa? Đã lên nói xấu về mẹ con cô Sáu chưa? Đã lên mà chửi mẹ con cô Sáu chưa? Chưa hề. Nhưng mẹ con cô Sáu thì có tất cả những cái điều đó, đúng không? Hồng Loan lên chỉ yêu cầu thứ nhất, tôi là con ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh,
Mà chính cô cháu gái này cũng đã từng nói, từ xưa tới giờ gia đình chúng tôi xem cô ấy cũng giống như là con ruột. Thì bây giờ chị chỉ phân biệt con nuôi con ruột các anh chị, đúng không? Chữ cô cháu gái nói ra rõ ràng mà, từ xưa tới giờ ông bà cha mẹ, mẹ tôi và những người khác đều xem cô ấy là con ruột. Thì bây giờ phân biệt con ruột con nuôi ra làm gì, đúng không? Tự nhiên trên báo chí lại nói rằng lại Hồng Loan là con nuôi, làm mục đích gì? Thậm chí là kêu báo chí lại nói nha, chứ không phải là vô tình báo chí lại nói là nó dấp đó. Quý vị thấy không? Đó. Rồi nói Hồng Loan là đứa con gái bất hiếu với ba của mình bằng cái đoạn ghi âm 8-9 năm trước. Vậy những cái đoạn ghi âm sau này thì sao? Những hình ảnh video sau này thì sao? Dựa vào có một số những cái tin nhắn của 9-10 năm trước rồi nói là ta bất hiếu là sao? Trong khi bất hiếu mà ba người ta chưa bao giờ lên mạng xã hội nói con gái tôi bất hiếu, mà thậm chí còn khen Hồng Loan là hiểu cho ba vì ba là nghệ sĩ phải đi diễn không có ở bên cạnh được. Tình cảm cha con người ta được thể hiện qua nhiều cái video, nhiều hình ảnh, thậm chí những cái lời tuyên bố trên báo chí. Thì bây giờ nói con ta bất hiếu là bất hiếu như thế nào? Đó. Rồi nói Hồng Loan là đứa con gái hư về hai đời chồng này kia. Thật sự cuộc sống hôn nhân đâu có biết trước được cô chú anh chị, đúng không? Ai mà muốn được sung sướng trong một cuộc hôn nhân, nhưng mà vì trục trặc, nhưng mà không phải là vì vậy mà người ta mất tài sản, không phải vì vậy mà người ta hư. Người ta hư là người ta phải đi báo đời, báo ba, báo mẹ, rồi đi nghiện ngập, hút chích hay là quậy quạng, làm ảnh hưởng tới xã hội này kia, làm cái gánh nặng cho xã hội này kia mới gọi là báo. Còn này người ta không có báo ai hết, có gì người ta tự chịu, con người ta nuôi và thậm chí là nuôi dạy nên người khôn đó. Và không có mà gây ra cái gì gọi là báo đời, báo xã hội chứ, thì cái gọi là cái gì, sao gọi là hư, đúng không? Cuộc sống ai mà muốn tốt, nhưng mà đâu phải là ai cũng được tốt hết đâu. Đâu phải là cuộc sống mà mình muốn như thế là nó sẽ như thế đâu. Tại sao vậy? Mà chỉ vì là ta vậy. Nhưng mà thật chất ra cô Sáu thì sao? Cô Sáu thì bao nhiêu đời chồng, chú Bảy thì bao nhiêu đời vợ, còn cô cháu gái này thì như thế nào? Có tốt hơn Hồng Loan hay không? Hay là còn hơn vậy nữa? Đúng không cô chú anh chị? Rồi nói Hồng Loan báo 64 triệu rồi, trong khi cô Sáu báo nhiêu, cô cháu gái báo nhiêu, rồi chú Bảy báo nhiêu, bằng ngón tay à, đúng không? Rồi ai là người khởi xướng câu chuyện này trước? Nếu quý vị là cái người công tâm thì quý vị nhìn lại mốc thời gian quý vị biết, thấy không? Ngày 7 tháng 3 thì kêu báo chí lại lên nói Hồng Loan là con nuôi. Tôi hỏi cô chú chị nè, tất cả từ xưa đến giờ con hay là cha, cháu hay là em gì có được trước quyền mà làm con của người khác hay không? Tất nhiên là không rồi. Tôi giả sử ví dụ như vụ là cho cố nghệ sĩ Vũ Linh về sinh là sinh về nuôi nè, nó có hư á thì cũng là do tôi, tại vì tôi dạy nó mà. Nó có hỗn hào cũng là do tôi, tại tôi là ba, tôi dạy không được nó, tôi phải chịu trách nhiệm. Nó con dạy cái mang mà, đúng không? Chứ ai nói con dạy mà cha là em mang hay là cháu mang, đúng không cô chú anh chị? Đó. Hồng Loan đâu có chọn lựa được là sinh ra trong cái gia đình của cố nghệ sĩ đâu, đúng không? Mà tại sao hàng ngàn đứa bé gì cố nghệ sĩ không sinh về mà lại sinh Hồng Loan? Mà 27-29 tuổi làm gì mà bắt buộc phải đi sinh một đứa cháu về, một đứa con gái về để nuôi? Nói như đó thôi, thật sự ra quý vị phân tích quý vị cũng biết được cái nội tình bên trong rồi. Nó phải có nhiều cái mà phải nói vạch tẹt ra, đúng không? Chỉ có những cái người cố chấp thì họ cố tình, họ đâm lao, họ theo lao thôi. Chứ thật sự ra ai cũng biết những điều đó. 27-29 tuổi đang đỉnh cao sự nghiệp thì càng gì phải đi sinh con nuôi. Thật sự nếu mà sinh con nuôi thấy bé tội nghiệp quá thì sinh nó về, tôi cho tiền gửi nó vô trại mồ côi, hoặc là nhận là làm con gái đỡ đầu lo cho nó thôi, cần nhiều phải trên thủ tục giấy tờ, đúng không? Cần nhiều mà phải đưa vô hộ khẩu, đúng không cô chú anh chị? Điều đơn giản ai cũng biết mà có những người không biết, đúng không? Đó, họ đi biêu xấu tất cả mọi thứ, rồi hôm nay họ không muốn dành làm con luôn chú anh chị, đòi tước cái quyền làm con, rồi người thì dành làm cái quyền thừa kế thứ nhất, người thì dành làm con luôn. Thì chị Ni mới trả lời như thế này nè: sáng mọi người gửi qua em cười nội thương luôn, chia rẽ thì nằm mơ đi nhé mấy bé, nhất là bé bánh tét nè, chán ghê, cái mặt không có chút gam uy tín nào luôn mà nói hoài chửi được nhiêu tiền, nhớ bỏ ống heo để dành nha cưng. Rồi tự nhiên tốt ngang lo cho Loan vậy, chắc ni nó lập vi bằng Loan để kết tội Loan. Ni nó muốn đồng sở hữu căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, Ni nó muốn trộm tiền xong rồi đổ thừa Loan ăn trộm để cha con hiểu lầm nhau, chia cách hai cha con họ.
Ni nó cho Lon ăn bánh pizza, Ni nó cho Lon mượn áo, nó kể, Ni nó kéo truyền thông hô hào Lon là con nuôi, Ni nó kiện Lon lên tòa, kiện Lon lên công an, Ni nó bêu xấu quá khứ của Lon, Ni nó lập nick giả chửi Lon, Ni nó ôm tiền phúng điếu, Ni nó đòi tước cái quyền làm con của Lon với ba Lon, với ba của nó, Ni nó yểm bùa Lon, Ni nó hại Lon lên bùa xuống ruộng, đẩy Lon vào ngõ cụt, Ni nói xấu quá, tẩy chay Ni này, bà con, Ni kỳ này, Ni kỳ quá nha Ni, Ni ngược ngạo quá nha Ni, Ni ác quá nha Ni, tách Ni ra là vừa nha Ni. À, thì thật sự ra đây là những cái câu trả lời mà thật sự nhận tội, nhưng mà thật sự ra đó là ai? Thì quý vị thấy rằng rõ ràng là muốn khịa về cô cháu gái này chứ. Thật sự ra quý vị thấy không? Những người ta âm thầm ta làm, quý vị thấy đó, tự nhiên cái thích cái đi cho Hồng Loan 500 triệu đó. Quý vị thấy không? Đi lập cái tài khoản, đưa cái thẻ cho Hồng Loan. Đó, chuyển vô 500 triệu. Không nói không gần vậy trơn. Người ta thương thật đồng vậy đó. Ủa, nếu mà lợi dụng thì cần gì cho tiền? Hả? Đúng không? Bởi vì có những cái tình thương á, họ đến từ cái sự đồng cảm, họ đến từ trái tim, sẽ đến trái tim chứ không phải là lên kêu gào con thương cậu, con nhớ cậu, cậu ở nơi đó có buồn không, cậu có nhìn về gia đình mình khóc không cậu, gia đình của mình lúc nào cũng gia đình, trong khi ai cũng biết rằng gia đình của mình là ba mình, mẹ mình, con mình, chứ gia đình là mình làm gì có anh, có chú bác gì trong đó nữa, đúng không? Tự nhiên bây giờ chú phát mắt rồi, bây giờ giả sử thương quá thì bây giờ bay qua thương chú Bảy kìa, gia đình đâu, gia đình thì gồm chú Bảy vô thêm nữa chứ, sao gia đình, gia đình chỉ có chú Năm không à, mà không có chú Bảy, quý vị thấy ngộ không? Gia đình mình, bởi vì quý vị thấy nhiều cái mà họ chia sẻ mà khiến mà phải cười ra nước mắt, đúng không cô chú anh chị? Gia đình mình mà từ bữa nguyên cái tháng 7 mà không làm được cho cậu mình một cái điều gì hết, cũng không xuống mộ để mà lao cho cậu một lần, hoặc là dọn dẹp nhang, rồi dọn dẹp trái cây hoa quả dưới mộ của cậu mình một lần nữa hết, mà bao biện ra là nỗi gia đình, đúng không cô chú anh chị? Thấy cậu mình bệnh do hút thuốc này kia, người ngoài ta còn biết khuyên, còn mình tặng 5 cây thuốc luôn cho cậu hút thoải mái luôn. Đúng là chỉ có gia đình ha, gia đình của người cháu gái này, gia đình khi mà cậu mình mất rồi, thay vì ta cũng đồ ăn là ngon, đồ ngon cho cậu mình, còn đây là cúng bia với thuốc cho cậu mình thôi, mấy khác thì thôi không quan trọng. Thôi chú gì đây gọi gia đình đó. Thì một cái thông tin mà Tiến cũng muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị, thì quý vị biết rằng là ngày 21 vừa rồi á, thì như là ngày 22, 21 gì đó là có thông tin là chị Lon cùng với mẹ con cô Sáu ra tòa, thì chị Ni cũng vừa thông báo lại thì là cái thông tin mà ra tòa đó thì đã bị hoãn rồi, hoãn như hai mấy hay một tháng nữa đó. Thì không biết khoảng vì lý do gì thì chúng ta phải chờ đợi. Còn chúng ta đang chờ đợi cái live show của gánh hát thứ 7 đây. Nghe nó bán hết vé rồi mà tự nhiên tại sao lại dọn trời ngày ha, nghệ sĩ lớn gì đâu mà nói hai lời, mới nói hôm nay ngày này mà mai lại về, nó không biết là tới ngày 27 thì có về nữa hay không nha. Nhưng mà ngày 27 trùng với cái ngày mà anh Vũ Luân cúng tổ. Không biết là mục đích gì đây, hay là cạnh tranh nữa. Họ thích ganh đe lắm cô chú, về họ thấy bên đây làm gì là họ phải làm cho ngay lập tức, tức thời luôn. Thì thấy rõ ràng thấy không? Thích lắm, nhưng mà không biết là bữa đó là được bao nhiêu người nghệ sĩ lớn sẽ đi đứng trước sân khấu để hát nha. Nếu không, khán giả đi xem sẽ được bao nhiêu người thật sự họ muốn đi xem, hay thật sự họ chỉ hiếu kỳ, hay là họ dám đi xem, thì em phải xem đây những gương mặt sáng giá nào mà ủng hộ mẹ con cô Sáu như cô chú anh chị ha, trong cái ngày đó. Đó thì đây là toàn thể những cái nội dung mà ngày hôm nay em muốn cập nhật và gửi đến cho cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thấy hay, hãy nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em. Xin mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.